Format. Ở vòng loại thì các perform your 8 move. Vận động viên của chúng ta đã đứng dẫn đầu. Trở lại với nhà thi đấu Bắc Từ Liêm, Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị được theo dõi. Và bây giờ thì Puspa Arunsari sẽ bắt đầu phần biểu diễn của mình. Jury ready, 3, 2, 1, go! Rõ ràng là chúng ta đã thấy được những nét tự tin trên khuôn mặt của vận động viên người Indonesia Puspa Arunsari. Cô còn chưa đến một phút nữa cho phần biểu diễn với gậy của mình.